Chào mừng cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Tường Vũ Channel. Rất vui được gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong video buổi chiều ngày 20 tháng 2 năm 2023. Bây giờ là 17:30. Trong video clip buổi chiều ngày hôm nay, Tường Vũ Channel mời tất cả quý vị và các bạn chúng ta đi dạo một vòng trung tâm Sài Gòn, từ chợ Bến Thành về đến chợ lớn quận 5, để chúng ta thấy được tình hình chiều tan ca ở tại Sài Gòn như thế nào. Hiện tại thì phía trước màn hình của cô chú anh chị và các bạn là công trường Quách Thị Trang. Mười bảy giờ ba mươi phút là giờ tan ca, cho nên đường phố Sài Gòn luôn luôn tất bật nhộn nhịp. Xe hai bánh, xe bốn bánh đang di chuyển từ công sở về nhà sau giờ làm việc các bạn. Phía bên tay phải màn hình của quý vị và các bạn là chợ Bến Thành. Bây giờ là 17:30 và dường như khách du lịch vẫn đang đổ dồn về chợ Bến Thành rất đông trong buổi chiều ngày hôm nay. Chúng ta sẽ xuất phát từ vị trí này, trung tâm quận 1 về đến quận 5, chợ lớn nhé. Chúng ta sẽ đi trên con đường Trần Hưng Đạo. Và để mở đầu video trong buổi chiều ngày hôm nay thì Tường Vũ Channel xin kính chúc tất cả quý vị và các bạn được nhiều niềm vui, bình an và hạnh phúc. Chúng ta có một ngày làm việc đầy hiệu quả và một đêm an lành. Đây là cổng chính của chợ Bến Thành các bạn, ở tại công trường Quách Thị Trang. Nhìn chung du khách quốc tế và khách trong nước họ đang đổ dồn về. Nhìn chung buổi chiều ngày hôm nay thì khách tập trung rất đông ở tại khu vực chợ Bến Thành. Khách quốc tế rồi khách trong nước họ vui chơi chụp ảnh ở tại đây. Phải nói sau khi mà chúng ta thấy chợ Bến Thành thu hút nhiều du khách trong nước cũng như là khách quốc tế đến tham quan mua sắm thì chúng ta cũng cảm thấy rất là vui các bạn. Vui là bởi vì Sài Gòn đã là điểm đến thú vị cho du khách nước ngoài cũng như là khách trong nước. Công trường Quách Thị Trang thì cũng đang phân luồng giao thông tạm thời, chờ những cái phương án mới sau khi mà hoàn thành các cái hạng mục phụ ở tại công trường Quách Thị Trang, giếng trời lấy ánh sáng, nhà ga trung tâm. Và dự kiến thì hết quý 4 năm nay, năm 2023 thì Metro Bến Thành Suối Tiên sẽ hoàn thành. Hy vọng là tiến độ này sẽ được đúng kỳ hạn để cho người dân Sài Gòn được trải nghiệm một cái tuyến đô thị đường sắt đầu tiên ở tại Sài Gòn. Khách quốc tế rất là đông luôn ha. Hôm nay ngày thứ hai, ngày đầu tuần, và nhìn chung thì lưu lượng xe cộ giờ cao điểm ở tại công trường Quách Thị Trang này cũng tương đối là thông thoáng các bạn, không có vấn đề gì. Đây là hướng từ đường Hàm Nghi đổ về bên chợ Bến Thành, về bên đường Lê Lai, đi về theo hướng của ngã 6 Phù Đổng các bạn. Phía bên trong khu vực giếng trời lấy ánh sáng, nhà ga trung tâm thì vẫn đang rào chắn rất là kín để công nhân hoàn thành những cái hạng mục tiếp theo. Phía bên kia màn hình của chúng ta là tòa One Central Sài Gòn, và theo như hiện tại mình quan sát vẫn chưa thấy có động thái nào về cái việc mà thi công trở lại các bạn.
Nhìn chung thì những ngày đầu tiên phân luồng giao thông ở tại công trường Quách Thị Trang cũng làm cho một số người dân Sài Gòn hơi bỡ ngỡ một chút xíu. Nhưng mà cho đến ngày hôm nay thì mọi thứ cũng đã bắt đầu ổn định trở lại rồi. Mọi người đã quen với cách di chuyển ở tại công trường này. Các cái luồng xe, các hướng đi cũng tương đối là dễ chịu. Và khách quốc tế thì họ đến rất là đông các bạn. Họ đang đi bộ từ hướng Phạm Ngũ Lão, Bùi Viện, Đề Thám đi về bên chợ Bến Thành đó. Các bạn thấy người ta đang đi bộ nè. Đó, người đang đi bộ băng qua đường nè các bạn thấy không? Đó, người ta băng qua thì theo nguyên tắc thì tất cả các xe hơi, xe hai bánh phải dừng lại, nhường đường cho người đi bộ đi các bạn. Theo đúng nguyên tắc là như vậy. Thấy không? Rất là đông à. Họ đi về hướng của chợ Bến Thành để tham quan các bạn. Tường Phủ Chính Nụ xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả cô chú anh chị và các bạn đã dành thời gian ủng hộ đồng hành với kênh YouTube Tường Phủ Chính Nụ. Xin cảm ơn tất cả cô chú anh chị và các bạn. Kính chúc tất cả cô chú anh chị và các bạn luôn luôn hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Đây là góc nhìn phía trước của chợ Bến Thành về bên đại lộ Lê Lợi các bạn. Thật sự mà nói, chợ Bến Thành luôn luôn là biểu tượng thu hút nhiều du khách quốc tế và là biểu tượng chính của Sài Gòn ngày xưa và ngày nay các bạn. Bạn thấy không? Khi mà chúng ta thấy nhiều khách quốc tế đến với chợ Bến Thành tham quan thì chúng ta cũng cảm thấy rất là vui. Bởi vì tiểu thương người ta sẽ có cái động lực để mà buôn bán, kinh doanh. Thôi, mình sẽ bắt đầu di chuyển về bên hướng quận 5 nha cô chú anh chị và các bạn. Đường này phía bên trong đây thì vẫn rào chắn rất là kín nè các bạn thấy không? Wow, hàng rào vẫn phủ kín bên trong, chưa biết tiến độ bên trong đến đâu rồi, bởi vì hàng rào kín quá cho nên mình không cập nhật được. Hôm nay Tường Phủ Chính Nụ mời cô chú anh chị và các bạn chúng ta đi từ trung tâm quận 1 về bên chợ lớn quận 5 nhé, để xem tình hình phố xá Sài Gòn. Ở đây này là đường Phạm Ngũ Lão nè các bạn, đó, rẽ phải vào đường Phạm Ngũ Lão nhé. Kính thưa quý vị, hiện tại thì mình đang có mặt trên đường Trần Hưng Đạo thuộc quận 1 Sài Gòn. Phía trước màn hình của chúng ta là ngã tư của đường Trần Hưng Đạo và đường Ký Con ha. Ký Con và Dân Sinh. Ở đây là ngã tư đường Dân Sinh, Trần Hưng Đạo và Ký Con các bạn. Phố xá trung tâm Sài Gòn giờ tan ca, đang có rất đông xe cộ lưu thông ở trên con đường này. Trước có rất nhiều anh chị cô chú Việt Kiều về Sài Gòn đi tham quan ở tại chợ Bến Thành thì các ảnh mướn xe hai bánh để mà tự lái đi, bởi vì thích lái xe hai bánh các bạn, thích tự lái xe hai bánh. Phía bên đây phải màn hình của chúng ta là đường Bùi Viện đi về phố Tây Bùi Viện đó các bạn ha.
Thôi hôm nay mình chỉ đi trên đường Trần Hưng Đạo thôi. Cái trục chính của chúng ta ngày hôm nay là cập nhật tuyến đường Trần Hưng Đạo từ trung tâm Sài Gòn quận 1 đi về bên quận 5. Sở dĩ hôm nay mình cập nhật tuyến đường Trần Hưng Đạo là có một số anh chị có đề nghị cập nhật xuyên suốt con đường Trần Hưng Đạo từ quận 1 về đến quận 5 Chợ Lớn các bạn. Và tranh thủ cuối ngày từ của chúng tôi cập nhật cái video clip này để chia sẻ đến cho quý vị và các bạn. Ở đây là ngã tư Đề Thám với lại Trần Hưng Đạo đó các bạn. Đề Thám mà rẽ bên tay phải thì về bên hướng của Bùi Viện, Phạm Ngũ Lão. Còn nếu mà chúng ta đi bên tay trái thì về bên đại lộ Đông Tây, về hướng của đại lộ Võ Văn Kiệt. Sài Gòn chiều tan ca là như vậy đó cô chú anh chị và các bạn. Xe cộ náo nhiệt tất bật trên các nẻo đường từ trung tâm cho đến đường Vành Đai. Mình sẽ di chuyển chậm một chút xíu cho quý vị dễ xem hơn, bởi vì đôi khi chúng ta di chuyển nhanh á thì xem nó dễ bị chóng mặt lắm. Sài Gòn Chợ Lớn luôn luôn là ký ức của một số cô chú kiều bào sống bên nước ngoài. Ở đây chúng ta rẽ tay phải thì vào đường Nguyễn Cư Trinh nha cô chú anh chị và các bạn. Tay phải là về Nguyễn Cư Trinh thì về bên Cống Quỳnh ha. Khách sạn Pullman Sài Gòn các bạn, khách sạn Pullman, khách sạn đẳng cấp 5 sao luôn các bạn thấy không, nằm trên đường Trần Hưng Đạo ha. Quá chuẩn luôn các bạn thấy không, quá đẹp luôn, đẹp quá rồi, đẳng cấp luôn. Ở đây là đường Trần Hưng Đạo thuộc phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1 Sài Gòn nha cô chú anh chị và các bạn. Phía trước màn hình của chúng ta là bệnh viện răng hàm mặt nha cô chú anh chị và các bạn. Bệnh viện răng hàm mặt. Cập nhật một số hình ảnh cho quý vị xem. Trên đường Trần Hưng Đạo này cũng có rất là nhiều chung cư đã quá cũ kỹ rồi, đã xuống cấp trầm trọng luôn, nghiêm trọng luôn. Ngay quận 1 này cũng có một số chung cư xuống cấp trầm trọng các bạn. Rồi bên quận 5, quận 5 thì có chung cư 440 Trần Hưng Đạo cũng đã xuống cấp nghiêm trọng và buộc phải di dời khẩn cấp, sắp sập đến nơi rồi. Thật sự mà nói trục đường Trần Hưng Đạo này có nhiều cây xanh rất là lớn luôn. Và đường này cũng tương đối là thông thoáng xe cộ các bạn. Quay trở lại việc mà hai anh Việt Kiều Mỹ về Sài Gòn thuê xe máy để mà đi vòng quanh Sài Gòn các bạn, thì các anh có chia sẻ rằng là đi một lần tưởng tới già luôn, không bao giờ dám đi nữa.
tại vì sợ quá run toát mồ hôi luôn các bạn. Đôi khi người nước ngoài người ta thích đi xe hai bánh ở Sài Gòn, cảm thấy nó thông thoáng và nó mát, nó dễ chịu luôn. Bên tay phải là bộ công an nè, phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy, bộ công an các bạn. Đó, bên trong có xe phòng cháy chữa cháy, thấy không? Đó, đấy các bạn. Đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy khu vực 1, công an thành phố Hồ Chí Minh. Cho nên Việt kiều bên nước ngoài về hay là người nước ngoài về Sài Gòn á thì thích đi xe máy, nhưng mà với điều kiện là phải có người chở đi các bạn. Chứ còn ít có anh chị nào mà có gan lái xe máy đi tại Sài Gòn đâu. Chạy xe máy ở các tỉnh thì mình còn tin được, chứ còn chạy xe máy ở tại Sài Gòn hả, không hề đơn giản các bạn, phải biết cách đi nữa. Thứ nhất là mật độ xe cộ rất là dày đặc. Thứ hai là chúng ta phải biết cái cách để mà chúng ta đi. Đi chậm quá đôi khi cản trở các bạn. Bên đây là công an, cảnh sát. Bây giờ chúng ta đã di chuyển gần đến ngã tư của đường Trần Hưng Đạo với lại đường Nguyễn Văn Cừ rồi. Bắt đầu xuống ở khu vực này xe cộ rất đông nha các bạn. Về hướng của quận 5 á, qua ngã tư này là thuộc quận 5. Giờ cao điểm thì xe cộ luôn luôn chen chúc nhau ở tại các con phố ở trung tâm Sài Gòn các bạn. Phía trước màn hình của chúng ta là ngã tư đường Trần Hưng Đạo và đường Nguyễn Văn Cừ. Nếu mà chúng ta rẽ bên tay trái á, đi qua cầu Nguyễn Văn Cừ ha, qua bên khu Lâm Sơn, còn mình đi thẳng về bên hướng của quận 5 luôn, rẽ tay phải thì về bên ngã 6 Cộng Hòa, về bên hướng của quận 3 nhé. Đây có căn nhà cho mướn nè các bạn, thấy không? Cho thuê mặt bằng ngay góc đường Trần Hưng Đạo với lại Nguyễn Văn Cừ luôn các bạn. Thời tiết Sài Gòn đang có gió thổi rất là mát các bạn. Có khả năng biết là tối ngày hôm nay có bị mưa hay không. Và lượng xe cộ hướng từ quận 8 về bên trung tâm quận 1, quận 5 đang dày đặc các bạn.
Như vậy bây giờ chúng ta đang di chuyển về bên quận 5 rồi nha các bạn. Mình đang có mặt ở tại địa bàn của quận 5. Đường Trần Hưng Đạo quận 5 này thì lượng xe cộ sẽ dày đặc hơn với quận 1 các bạn. Ở đây là ngã tư đường Nguyễn Biểu với lại đường Trần Hưng Đạo nè các bạn. Nếu mà chúng ta rẽ bên tay trái á thì về hướng của quận 4 qua bên cầu chữ Y các bạn nha. Theo hướng này mình đi về bên cầu chữ Y. Còn nếu mà rẽ bên tay phải á thì về bên hướng đường Nguyễn Trãi quận 5 các bạn. Gió rất là mạnh luôn cô chú anh chị và các bạn. Đường Trần Hưng Đạo này phía bên tay phải màn hình của chúng ta là phường 2 quận 5. Còn phía bên tay trái là phường 1 quận 5 đó cô chú anh chị và các bạn. Tốc độ lưu thông hiện nay là chỉ 10 km/h thôi. Và phía trước màn hình của chúng ta là ngã tư đường Trần Bình Trọng và đường Trần Hưng Đạo các bạn. Đèn đỏ rồi. Ở đây mình rẽ bên tay trái về bên đại lộ Đông Tây. Còn mà đi bên tay phải thì về bên hướng của đường Nguyễn Trãi á, về bên đường An Dương Vương quận 5. Sài Gòn sau này sẽ bắt đầu thu phí ở một số tuyến đường vào trung tâm quận 1, quận 3, quận 10 và một số quận khác nữa các bạn. Thì có một số tuyến đường sẽ quy hoạch cấm xe hơi vào giờ cao điểm hay như thế nào đó thì cũng đang có một cái lộ trình để làm sao giảm bớt áp lực xe vào trung tâm, tránh gây tắc nghẽn giao thông ở tại trung tâm Sài Gòn các bạn. Và dần dần thì cũng phải tập thói quen cho người Việt của chúng ta, đặc biệt là tại các thành phố lớn như là Hà Nội rồi Sài Gòn, sẽ tập thói quen đi bộ. Đi bộ để cho giảm bớt cái phương tiện cá nhân, cũng như là tập thói quen cho người Sài Gòn đi các cái phương tiện công cộng như xe buýt rồi các cái tuyến metro trong tương lai. Ở đây là bệnh viện chấn thương chỉnh hình các bạn. Bệnh viện Xuân Chính ngày xưa đó, chuyên điều trị về chấn thương chỉnh hình. Đó các bạn thấy không? Ở đây cũng có một số chung cư hơi xuống cấp trầm trọng nè. Bệnh viện này thì cũng xuống cấp lắm đó các bạn. Nhưng mà cũng chưa có đủ điều kiện để mà di dời. Các bạn thấy không? Mặt trước của bệnh viện chấn thương chỉnh hình này các bạn thấy không? Chung cư này cũng lâu lắm rồi.
ở tại Sài Gòn của chúng ta có một số chung cư tuổi đời trên 60 năm, chẳng hạn như chung cư Minh Mạng, chung cư Ấn Quang ở quận 10 các bạn, hay là chung cư Nguyễn Thiện Thực ở quận 3 cũng vậy. Phải nói là xuống cấp cũng nhiều rồi. Đây là bệnh viện chấn thương chỉnh hình quận 5 Sài Gòn nha cô chú anh chị và các bạn. Sài Gòn chợ lớn quận 5 luôn luôn náo nhiệt tất bật, dòng người di chuyển rộn ràng, cuộc sống muôn màu muôn vẻ các bạn. Cuộc sống thì ai cũng có một cái công việc khác nhau. Ở phía trước màn hình của chúng ta là ngã tư đường Huỳnh Mẫn Đạt và đường Trần Hưng Đạo quận 5. Bây giờ là 18 giờ cô chú anh chị và các bạn, 18 giờ ngày thứ hai, ngày 20 tháng 2 năm 2023. Và một lần nữa thì Tường Vũ Channel cũng xin rất cảm ơn đến tất cả quý vị và các bạn đã ủng hộ yêu mến kênh YouTube Tường Vũ Channel. Xin kính chúc tất cả quý vị và các bạn đã yêu mến ủng hộ kênh YouTube Tường Vũ Channel luôn luôn tràn đầy sức khỏe, bình an, may mắn và thành công. Để cập nhật hết cái con đường Trần Hưng Đạo này thì cũng mất hơi nhiều thời gian của cô chú anh chị và các bạn khi mà theo dõi hết cái video clip này, bởi vì tuyến đường này nó rất là dài, từ công trường Quách Thị Trang về đến chợ vải Sói Kinh Lâm quận 5 các bạn. Đây là ngã tư đường Bùi Hữu Nghĩa và đường Trần Hưng Đạo ha. Chúng ta sẽ đi về trên con đường Đồng Khánh năm xưa. Ở đây có rạp chiếu phim Đống Đa nè các bạn thấy không? Rạp chiếu phim Đống Đa. Đường Trần Hưng Đạo đoạn này vẫn là hai chiều các bạn, nhưng mà xuống đoạn quận 5 qua ngã tư Nguyễn Tri Phương thì sẽ trở thành đường một chiều thôi. Ở đây là ngã tư đường An Bình với lại đường Trần Hưng Đạo nè các bạn ha. Đồng Khánh, khách sạn Đồng Khánh. Bên góc bên tay phải màn hình của chúng ta các bạn. Khách sạn nhà hàng Đồng Khánh năm xưa đó các bạn thấy không? Đẹp quá trời luôn hả không? Trang trí quá là đẹp luôn. Bên phía tay trái thì có nhà hàng món ăn của người Hoa. Đây này các bạn, nhà hàng này cũng nổi tiếng lắm nha. Ngày cuối tuần ở đây rất là đông khách luôn. Nhiều món ăn ngon lắm các bạn, nhận đặc tiệc. Tiệc cưới rồi tiệc sinh nhật. Bên tay phải cũng có cái chung cư nè các bạn. Đó, chung cư 40 Trần Hưng Đạo các bạn. Từ đoạn này về bên quận 5 chợ lớn
thì người Hoa tập trung rất là đông các bạn. Người Hoa chính hiệu luôn các bạn nha. Người Hoa sống sinh sống từ lâu á. Tới đây thì chúng ta muốn đi trên đường Trần Hưng Đạo, chúng ta buộc phải rẽ tay phải vào đường Nguyễn Tri Phương đã. Rồi sau đó mình mới vòng ra đường Trần Hưng Đạo trở lại các bạn. Chứ đoạn này đoạn một chiều đường cấm rồi. Hướng này là từ cầu Nguyễn Tri Phương đi vô cho nên là lượng xe cộ sẽ rất là đông đúc luôn. Đó, mình sẽ rẽ tay trái vào đường Trần Phú nè các bạn. Đường Trần Phú rồi sau đó mới đi về bên đường Trần Hưng Đạo được nha cô chú anh chị và các bạn. Thấy không? Phố xá trung tâm Sài Gòn Chợ Lớn rất là náo nhiệt vào buổi chiều. Cho nên hôm nay mình thích cập nhật hình ảnh này để gửi đến cho quý cô chú anh chị và các bạn đang sống bên nước ngoài. Nhìn lại phố xá trung tâm giờ tan tầm. Trần Hưng Đạo quận 5. Ở đây có nhiều món ăn rất là ngon nha các bạn. Cháo ếch nè, rồi bánh canh giò heo. Nói chung những cái món người Hoa mà chúng ta quen ăn rồi đó, cái vị rất là ngon luôn á. Nhiều khi ăn là ghiền luôn các bạn. Đó, chung cư các bạn thấy không? Clip này hơi dài, mong cô chú anh chị và các bạn vui lòng thông cảm nha. Tại vì cập nhật hết con đường Trần Hưng Đạo mà, quận 1 và quận 5 luôn mà. Đó, xuống đây chúng ta thấy nhiều hàng quán chữ Hoa các bạn, chữ người Hoa không nha, các bạn thấy không? Ở đây là ngã tư đường Ngô Quyền rồi, Ngô Quyền và Trần Hưng Đạo. Mình chạy chậm một chút các bạn, đoạn này là đoạn một chiều thôi. Còn cái đoạn từ khúc đường Trần Phú lên Nguyễn Tri Phương đó, là có một đoạn nó đoạn một chiều đi ngược lên. Phải nói đường Trần Hưng Đạo đoạn quận 5 này giống như là con phố của người Hoa vậy các bạn. Đây có nhà hàng Bác Đạt các bạn, khách sạn Bác Đạt mà thấy không? Ngã tư đường Tản Đà các bạn, ngã tư đường Tản Đà và đường Trần Hưng Đạo nha. Đây có trung tâm thể dục thể thao quận 5 nè. Nhắc đến Sài Gòn Chợ Lớn thì ai cũng biết là khu người Hoa sinh sống với mật độ rất dày đặc.
đây bán các cái đồ rồi trung thu rồi ngày thiếu nhi, các cái lễ hội lồng đèn, lễ hội Halloween, ngày Tết cổ truyền Việt Nam. Thì trước là ngã tư của đường Triệu Quang Phục, Triệu Quang Phục với lại Trần Hưng Đạo các bạn. Phía tay trái là công an quận 5. Đây ta bán các cái đồ treo này các bạn. Mình sẽ đứng tại cái vị trí của chung cư 440 này để cập nhật một vài hình ảnh về chung cư 440 này các bạn. Chung cư này là đã xuống cấp nghiêm trọng rồi. Bạn thấy không? Đó. Xuống cấp nghiêm trọng các bạn thấy không? Phía trước là ngã tư của đường Châu Văn Liêm. Thì trước màn hình của chúng ta là ngã tư đường Châu Văn Liêm này các bạn. Châu Văn Liêm với lại đường Trần Hưng Đạo. Chung cư này đã nguy cơ sập rất là cao. Di dời khẩn cấp các bạn. Sài Gòn yêu cầu di dời khẩn cấp. Đây là những hình ảnh được Tường Vũ Channel cập nhật trực tiếp mới nhất ngày 20 tháng 2 năm 2023. Bây giờ là 18 giờ 30 phút. Phải nói với việc mà chung cư 440 Trần Hưng Đạo phía trước màn hình của cô chú anh chị và các bạn thì chúng ta thấy là đang có nguy cơ sập bất cứ lúc nào. Và chung cư này là thuộc phường 11 quận 5. Như vậy tất cả các hộ dân ở trong chung cư này sẽ di dời về bên lô A chung cư An Phú, đường Hậu Giang, phường 11, quận 6, cô chú anh chị và các bạn. Tôi dù sao đi chăng nữa thì đó là tín hiệu rất là vui, đảm bảo an toàn cho cư dân sống ở tại chung cư này. Và đây là điều mà rất cần thiết, buộc phải di dời mà thôi.
Và có lẽ những hình ảnh này cũng tạm khép lại video trên kênh YouTube Tường Vũ Channel ngày hôm nay. Xin cảm ơn tất cả cô chú anh chị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Ước mong được gặp lại tất cả cô chú anh chị và các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.